Vừa qua, bộ phim Đừng Nói Khi Yêu đã chính thức khép lại trên sóng VTV3 để lại nỗi tiếc nuối cho khán giả. Nhiều người phàn nàn rằng phim quá ngắn, chưa kịp xem đã hết. Trên mạng xã hội, dàn diễn viên cũng bồi hồi khi phải chia tay bộ phim mà mình đồng hành. Diễn viên Mạnh Trường thậm chí đã đùa rằng theo anh, phim phải kéo dài từ 50 đến 70 tập. Còn diễn viên Tú Oanh, thủ vai bà Phượng thì trêu đùa Mạnh Trường vì anh phải thể hiện hai sắc thái cảm xúc đối lập trong tập cuối, vừa đau đớn, khổ sở ở giai đoạn đầu thì cuối phim lại phải cười rách miệng. Diễn viên Thùy Anh có lẽ là người có nhiều cảm xúc bồi hồi nhất khi xem tập cuối Đừng Nói Khi Yêu. Bộ phim đánh dấu lần đầu Thùy Anh đảm nhiệm vai nữ chính trong một bộ phim VFC. Khi tập cuối khép lại, dàn diễn viên từ chính đến phụ của bộ phim đều có những tương tác thú vị với Thùy Anh. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.